tập luyện trực tuyến cùng coach tại Inspire Boutique Fitness, dịch vụ tập luyện trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Nếu bạn muốn tập cùng huấn luyện viên cá nhân, hãy inbox cho fanpage Inspire Online Coach hoặc gọi tới số hotline này để chúng mình sẽ video call tư vấn cho bạn nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Inspire Boutique Fitness. Mình là Hip. Ngày hôm nay sẽ cùng tập với mọi người phần upper body là phần thân trên và phần core là phần bụng. Và trong ngày hôm nay thì mọi người hãy chuẩn bị giúp tớ hai quả tạ như thế này, đúng không? Mọi người có thể chọn là tạ 1 cân cũng được này, 2 cân và 3 cân, thậm chí là 5 cân, tùy thuộc vào cái khả năng và sức của mọi người. Không có tạ cũng được, nhưng mà nếu như không có tạ thì bài tập nó sẽ giảm hiệu suất đi một chút. Còn nếu như mà bạn mà không thể mua được tạ ấy, thì bạn có thể chuẩn bị cho mình hai chai nước đầy 500ml cũng được. Mình sẽ cầm ở hai bên như thế này. Đó, nói chung là tượng trưng thôi, chứ nó sẽ không thể nặng được bằng tạ đâu. Nhưng mà nếu như còn có hơn không, đúng không? Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ đi luôn vào bài tập để xem là bài tập như nào nhá. Rồi, mình sẽ khởi động nhá, hai chân mở rộng bằng hông này, ngồi xuống thả lỏng và xoay vai về phía trước, tiếp tục xoay vai, đúng rồi, mình sẽ ngồi thả lỏng, xoay vai về đằng sau, đúng, tiếp tục nào. Mọi người chỉ cần làm động tác này thật là tự nhiên và nhẹ nhàng thôi, vì mình đang khởi động mà, khởi động cho toàn bộ các nhóm cơ ở phần thân trên, đúng không, để thì nó tập, nó sẽ không bị đau mỏi cơ. Rồi, vươn tay lên, hạ xuống, tiếp tục thở và hít một lần nữa, hít, làm lại này, lên, lần này ngồi xuống và lên, ngồi người hẳn xuống một lần nữa, đưa người từ từ đặt tay xuống, ấn chặt, kéo giãn toàn bộ cho phần lưng, đẩy người đứng lên. Rồi, một tay mình chống hông, tay còn lại vươn để kéo giãn cho phần eo của mình này, và đổi bên. Rồi, tốt đúng không? Mình đã thấy cái phần bên của mình kéo từng kéo giãn rồi. Ok, kéo cho phần lưng này một lần nữa và đổi bên, đúng, tiếp tục vươn lên, hít và thở. Rồi, mình lại đẩy tay xuống, tay chạm dưới mặt sàn và lên, thở ra. Rồi từ từ ngồi xuống tư thế squat, đẩy người đứng lên nào. Tốt, một lần nữa này. Bây giờ mình sẽ ôm chéo và vặn hẳn người, người của mình sẽ đẩy hẳn lên mặt trời nhá, nâng ngực của mình lên này. Đúng rồi, giữ ở đây trong 3, 2, 1 và đổi bên. Nghiêng. Rồi, hãy ấn, hãy đẩy ngực của mình lên trần nhà như thế này. Mình sẽ kéo giãn cho toàn bộ phần ngực này và phần lên sườn của mình. Tốt. Khi tập thì toàn bộ, mặc dù mình chỉ tập cái phần upper body thôi đúng không? Nhưng mà toàn bộ các cái nhóm cơ trên cơ thể của mình đều hoạt động, nên là mình hãy khởi động thật là kỹ nhá. Xoay cổ thêm một vòng nữa và đổi bên này. Cổ mình đang kéo rắc 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 luôn. Mặc dù là ngày nào khi tập mà mình cũng khởi động cái phần cổ, nhưng mà nó vẫn cứng, tại vì là ngồi lâu đúng không? Đặc biệt là những bạn nào mà làm văn phòng nữa thì cái phần cổ nó sẽ rất là mỏi, vì nó phải giữ nguyên được một trạng thái tư thế như thế. Khởi động hơn cho phần lưng, lưng xô này, mình sẽ đặt tay như này, tay vô góc và đẩy nó ra đằng sau, đúng. Cảm nhận phần lưng xô, hai phần bả vai và phần lưng đằng sau, phía sau của mình nó sẽ ép vào nhau, đúng không? Làm thật chậm. Ok, tiếp theo đặt tay này, giơ tay trái, đổi bên, đổi bên. Tiếp theo mình sẽ làm nhào cho phần vai của mình được kéo căng ra nhá, kéo giãn cho phần bắp tay. Và đổi bên này, bắp tay sau nè. Một lần nữa và đổi bên. Rồi, trong toàn bộ quá trình tập, kể cả khi mà khởi động á, thì mọi người cũng nhớ là phải siết chặt cơ bụng lại. Tiếp theo mình sẽ tập thêm về phần warm up để làm nóng hơn cho cơ thể của mình. Bắt đầu luôn này. Đầu tiên, jumping jack,
nhẹ nhàng đây, trùng mềm đầu gối và siết chặt cơ bụng lại. Hai tay mình đang chéo vào nhau như này. Đúng rồi, bàn tay, khuỷu tay của mình trùng mềm. Tiếp, nhẹ nhàng thôi đúng không? Không có gì cả, nhưng mà cũng hơi bị toát mồ hôi đấy. Rồi, 5, 4. Tiếp theo, nâng cao gối nào, chạy nâng cao gối. Bạn có thể chọn chạy nâng cao gối chậm như thế này, hoặc nhanh hơn, hoặc nếu như easy option, mình chỉ cần nâng gối lên thôi. Được chưa? Tay của mình sẽ vuông góc này, vuông góc. Đó. Đúng rồi, nắm chặt bàn tay và chạy. Tiếp tục nào, nhẹ nhàng đúng không? Mình quay lại với động tác jumping jack như này. Mình sẽ làm hai vòng như thế, sau đó đổi động tác nhá. Mọi người có nhớ động tác tiếp theo không? Easy option thôi đúng không? Tiếp tục nào, trùng mềm đầu gối, siết chặt cơ bụng lại, nếu không thì bạn sẽ bị sốc bụng. 4, 2, 1, chạy cao gối nào. Ồ, bắt đầu thấy nóng hơn rồi. Đúng, mỗi khi làm như thế này, bụng mình sẽ có cảm giác là nó bị phèo ra, đúng không? Cố gắng siết chặt cơ bụng lại. Cao hơn nữa nào, 8 giây nữa. Động tác tiếp theo, mình sẽ đổi một chút này, làm thế này. Mình sẽ bắt chéo chân và chạy. Đúng rồi, đó, nó sẽ nhanh và dễ hơn là động tác trong tinh lặng, hoặc nếu như easy, bước chân về sau và lên, lên, bước về sau thẳng người và lên, làm nhanh. Đúng. Tiếp tục. Động tác tiếp theo, bò về đằng trước 4 bước. Đằng trước 4 bước và giữ ở đây. Nổi về tư thế plank này và mình làm shoulder tap. Làm nhanh hết sức có thể của bạn. Được không? Nhanh này. Đó, vì mình đang làm khởi động mà. Warm để làm nóng cho toàn bộ cơ thể. Hãy làm nhanh hết sức, giữ nguyên, siết chặt cơ bụng lại để người của bạn không đổ ra hai bên nhá. Tiếp, mình sẽ đến động tác plank jack. Đó, hai chân của mình sẽ mở ra hai bên và đồng thời giơ tay lên như này, làm nhanh này. Rồi, tiếp tục. Đẩy người về sau. Rồi, mình kết thúc phần khởi động ở đây nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập của mình. Mới khởi động một tí thôi mà, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cả bài tập luôn nhá. Mình sẽ có 1 phút tập luyện và 15 giây nghỉ. Trong 1 phút tập đấy thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về phần technique. Bây giờ mình vào tập luôn. Bài tập đầu tiên của mình sẽ là shoulder press, hai chân mở rộng bằng hông, trùng mềm đầu gối này, để tay vuông góc ở tư thế chuẩn bị, đẩy lên, hít và xuống. Đúng rồi, đổi nhịp thở, lên thở và xuống hít. Bài này sẽ tập cho phần vai của mình, cho nên là mình sẽ khóa cái phần vai của mình lại này. Đó, cảm nhận hơn vai của mình đang nóng lên đúng không? Rồi đẩy này, tay mình chỉ cần xuống đến vuông góc thôi và mình sẽ đẩy lên luôn, lên và xuống, đúng rồi, thở và hít. Mọi người có thể làm chậm thôi để cảm nhận cho toàn bộ phần cơ vai của mình nó đang nóng lên đúng không? Siết chặt cơ bụng lại này, đúng, thở ra, hít vào, chưa gì đã thấy vai của mình nóng lên rồi. Những động bài tập cơ như thế này thì mình sẽ không cần phải tập nhanh đâu, nhưng mà quan trọng là mình cảm nhận vào đâu, cảm nhận vào nhóm cơ nào đang được kích hoạt và đang được hoạt động đúng không? Và 15 giây nghỉ ngơi nào. Động tác tiếp theo,
One arm lateral raise, một vai của mình, tay phải của mình sẽ trùng mềm, kéo tay phải lên và hạ làm luôn. Thở và hít. Lưu ý là khi những động tác mà tập cho phần thân trên này này thì chân mình sẽ giữ nguyên như này, hai chân mở rộng bằng hông và đầu gối trùng mềm. Mình sẽ không đứng thẳng tắp như thế này vì lúc đấy đầu gối của mình sẽ chịu áp lực, đúng không? Mình sẽ trùng mềm đầu gối này và kéo tạ lên, xuống, thở và hít. Đúng rồi, những bài tập chỉ tập một bên như thế này thôi, nó sẽ giúp cho những người ví dụ như là bị lệch vai này, hoặc là những người mà cơ thể của mình nó bị lệch một bên á, tập những bài này rất là tốt luôn, đúng không? Thở, hít 20 giây nữa. Ôi dồi ôi, vai của tôi hôm qua vừa tập bài này xong 45 phút tập thử để hôm nay dậy nên là hơi bị đau một chút. Lên và xuống này, mọi người thấy không? Mình chỉ cần làm chậm thôi, nhưng mà khi lên ấy, mình dùng cơ vai để kéo lên nên là vai của mình giờ đang rất là đau luôn. Nghỉ 15 giây nhá. Xoay vai nào. Vai bên phải em cứng đơ luôn rồi. Tiếp tục. Rồi, chuẩn bị cho vai bên trái, vẫn làm y hệt như thế, trùng mềm khuỷu tay này và kéo lên. Xuống, đúng không? Tiếp tục lên. Xuống, đúng rồi. Bạn có thể kéo lên bằng vai. Xuống. Thở ra. Hít vào, đúng rồi. Lên hết cỡ của bạn và xuống này. Nếu khó hơn, bạn muốn thử thách hơn thì hãy kéo cả hai vai lên và xuống, nó sẽ nặng hơn gấp đôi đấy vì cả hai tay mà. Đó, lên nào. Thở và hít. Đúng rồi, siết chặt cơ bụng lại nhá. Mình có thể dùng tay phải ấn vào bụng để xem là nó đã cứng lên chưa. Cứng lên tức là mình đang cầm bụng lên rồi, đúng không? Tiếp tục thở và hít này. Đúng rồi, lên nào, lên. À, mỏi dã man luôn mọi người. Tiếp tục. 2 và 1, nghỉ 15 giây. Xoay vai nào. Động tác tiếp theo vẫn là một bài tập cho phần vai của mình nhá. Hai tay vuông góc này, mình sẽ xoay tạ ở ngoài vào bên trong như thế này và mở ra. Ok không? Rồi, làm luôn nhá. Vuông góc, xoay tay và mở ra. Bạn cứ xoay đến khi nào mà vai của bạn cứng lên thì mở ra. Đó, đấy là cái phần cảm nhận của mình, đúng không? Xoay này và mở, chính xác. Ôi, đau quá mọi người. Tiếp tục nào. Lên, xuống, đúng rồi. Bạn hãy tập tùy vào cái lượng sức của mình nhá, đừng cố quá. Nếu như bạn không có tạ thì bạn hoàn toàn có thể bỏ tạ ra, đúng không? Bạn chỉ cần giữ như thế này thôi, 3 phút thôi là coi như tay của mình cũng giã rời lắm rồi, đúng không? Chứ không cần phải tạ làm gì cả. Nhưng mà nếu như có tạ thì cái phần cơ của mình nó sẽ được tác động rất là nhiều và nó sẽ được hiệu quả hơn nữa. Tiếp tục. Động tác tiếp theo, mình sẽ tập một bài cuối cùng cho phần vai này. Kéo lên, đẩy, xuống và hạ. Mình sẽ làm hai động tác này. Lên, vuông góc và đẩy lên. Tay, hạ xuống. Ok, mọi người nắm được bài tập chưa? Làm luôn này. Lên, đẩy, xuống và hạ. Tiếp, làm chậm hơn để cảm nhận nhá. Đó, mọi người sẽ để ý cái phần khuỷu tay của mình, nó sẽ giữ nguyên ở đây. Đưa tạ xuống này. Đó, làm chậm này. Lên, đẩy, xuống, hạ. Đó, nếu làm như thế này ấy, bạn làm đúng được như thế này thì vai của bạn giã rời luôn, rất là đau luôn. Lên, xuống này. Đúng, tiếp tục. Kéo lên, đẩy. Bài này thì nó sẽ hơi khó, đúng không? Hơi khó với những người mới. Thế cho nên là nếu như bạn mới thì bạn hãy cố gắng là tập thật chậm, Làm theo mình ở đây. Rồi, mình đến với bài tập ngược. Nằm xuống nào. Động tác chest fly.
cố gắng lưu ý này, lưng của mình sẽ võng một chút như này, mình sẽ tập ngực nó sẽ dễ hơn đúng không? Rồi, hết tay giơ thẳng lên trước ngực và mình kéo tạ ở ngang chân ngực và đẩy lên. Hai tay của mình mở rộng bằng hông. Sorry, hai tay mở rộng bằng hông. Hai tay của mình mở rộng gần chạm xuống sàn này và đẩy lên, đúng rồi. Khi mà xuống này, cố gắng cảm nhận ngực của mình đã được mở ra và kéo lên. Chính xác, chân nhá, để thả lỏng thoải mái thôi. Đúng rồi, xuống, hít, lên, thở ra. Xuống, hít nào, lên, thở. Tiếp tục, hít vào. Oh, ngực mở này, mở ngực và lên. Mấy giây rồi? Mọi người ạ, mọi người phải cầm tạ thì mọi người mới thấy được sức nặng của các bài tập. Nó sẽ vào cơ rất là nhiều luôn ý. Nếu như mà bạn chỉ tập ở phần body weight thôi. Động tác tiếp theo, chest fly 1/2, tức là xuống 1 này, lên nửa, xuống và kéo lên. Xuống, đúng rồi. Bạn sẽ cần phải dùng ngực của mình nhiều hơn cho động tác này, mở nhiều hơn này, để dùng nó để giữ ngực lại, đúng không? Bài tập này sẽ tập thêm cả phần bắp tay của mình nữa. Lưu ý là khi tạ xuống này, nó sẽ ở chân ngực thôi. Đừng giơ cao quá. Giơ cao quá bạn sẽ vào vai, chứ nó sẽ không vào ngực nhá. Xuống này, lên một nửa, xuống và lên. Tiếp theo, đúng rồi. Mọi người đã thấy đau chưa? Chứ mình là rất là đau luôn. Lâu lắm rồi mới không được đi tập, đi dạy ở Inspire. Bọn mình chỉ toàn tập ở nhà thôi và nó sẽ không được khỏe và không được mạnh, khỏe mạnh như là khi mà bọn mình đi dạy. Vì nếu như mà đi dạy một ngày, bọn mình có thể dạy được 1-2 lớp hoặc là thậm chí là 3 lớp. Và lúc đấy nó rất là khỏe luôn, nó rất là lên cơ luôn. Còn bây giờ là ví dụ tập ở nhà thì chỉ mỗi ngày chắc là tập được 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi gì đấy. Vì nó sẽ không có bạn ý, không có người tập cùng nên nó rất là chán. Rồi, tiếp theo, push up nào. Hai tay mở rộng bằng mép thẳng, đúng không? Người mình về tư thế thẳng này. Đúng rồi, bạn có thể nâng đầu gối lên về tư thế plank, hoặc là hạ gối xuống, xuống, ngực đẩy thẳng và lên, thở ra. Xuống, hít vào, lên, thở ra. Easy option hơn nữa đấy là về tư thế 4 điểm, siết cơ bụng lại và mình đẩy ngực về gần tay, đẩy người quay trở lại, ngực về gần, về giữa hai tay và đẩy người. Ok, tiếp, hít, thở, hít và thở này. Ôi, đau quá mọi người ơi. Thử thách hơn nữa đấy là nâng đầu gối lên, hai chân mở rộng bằng hông. Rồi, động tác tiếp theo là T push up, tức là gì? Một lần xuống, lên, nâng đầu gối về tư thế chữ T. Đây là chữ T, ok không? Hạ xuống này, thở, đổi bên, đổi. Đó, làm luôn nhá. Bấm giờ từ bao giờ mình không biết. Hít, thở này, đổi. Lưu ý khi tập push up ấy, mọi người sẽ rất hay bị, đấy là mọi người bị cúi đầu như này. Là một, đó, nó sẽ nhìn nó sẽ không đẹp, với cả cái phần cổ của mình sẽ bị đau. Cái thứ hai là khi xuống này, mọi người không gồng bụng, nên là khi lên mọi người bị như này. Mọi người sẽ bị lên ưỡn như này. Nếu mà làm như thế thì lưng của mình sẽ rất là đau, cái phần thắt lưng của mình sẽ rất là đau luôn. Nên chú ý là khi xuống, thổi người lên này. Lúc đấy siết chặt cơ bụng lại, được không? Hít, thở, lên là phải thổi nó ra. Đó, siết chặt cơ bụng hơn nữa. Xong rồi, một động tác cho phần lưng này. Đứng lên nhá.
mình mở tay vuông góc như thế này, được không? Sau đó mở tay ra sau như này. Động tác này mình sẽ tập cho toàn bộ phần lưng, lưng xô của mình, được không? Mình sẽ xoay ra sau để mọi người nhìn nhá. Động tác lưng này, lưng xô của mình sẽ ép vào nhau, cảm nhận phần lưng ép vào nhau. Hai khuỷu tay của mình sẽ giữ nguyên và mình sẽ đưa cánh tay ra ngoài, đưa cánh tay ra ngoài như này. À, rất là đau luôn. Ui. Đau quá mọi người. Hạ xuống tí, mỏi hết là tay luôn. Giãn giãn. Tiếp theo. Tiếp này. Đó, những lúc nào mệt mình hoàn toàn có thể nghỉ, đúng không? Nhưng mà đừng nghỉ nhiều quá nhá. Nghỉ nhiều quá thì bài tập của mình nó sẽ không được hiệu quả nữa. Thay bằng như thế thì mình cứ tập đi. Tập đến khi nào mà mình cố lắm rồi, mình không thể chịu được nữa thì nghỉ 5 giây. Sau đó tiếp tục. Ôi đau quá. Rồi, I'm reverse fly. Hai người của mình đẩy về đằng sau này. Đó, mình sẽ cảm nhận là mông của mình đẩy đằng sau, đúng không? Nó giống như thế deadlift ấy. Kéo căng phần đùi sau ra này, đẩy thẳng và lên. À, kéo người lên. Tiếp tục. Đúng rồi, động tác này sẽ dùng tập cho toàn bộ phần lưng xô đằng sau, đúng không? À, thế nên là mỗi khi lên này, trùng mềm đầu gối và lên. Tiếp tục thở. À, đau quá. Một nửa thời gian trôi qua rồi, 30 giây nữa thôi. Đúng rồi, tiếp nào mọi người. Một bài nữa xong. Mọi người thế nào rồi? Chứ mình đã đau lắm rồi. Mặc dù là mọi người sẽ thấy tập strength sẽ không ra nhiều mồ hôi như cardio đâu, nhưng mà nó vào cơ rất là tốt. Rồi, tiếp theo bicycle, một động tác rất là quen thuộc, đúng không? Xoay vai mở ngực này, hai tay mở lòng bàn tay về phía trước, tay trùng mềm, của tay trùng mềm, đầu gối trùng mềm và lên. Đó, tiếp nào. Đúng rồi. Mọi người có thấy không? Phần thân trên này, toàn bộ cơ thể của mình đang giữ nguyên. Mình sẽ chỉ gồng mỗi cái phần bắp tay lên, bắp tay. Đó. Ở đây lỗ sai của mọi người đấy là mọi người hay bị lấy đà như này. Mọi người sẽ bị giật người để đưa tạ lên. Nhưng mà cố gắng là mình sẽ dùng bắp tay chứ mình sẽ không dùng toàn bộ cơ thể. Nên là chỉ bắp tay di chuyển thôi, chỉ dùng cơ ở bắp tay thôi, đúng không? Ôi. Tay bắt đầu nổi chuột lên rồi. Tiếp tục nào. 3 2 1 rồi, nghỉ một chút. Rồi, động tác tiếp theo. Giãn giãn một chút nào. 15 giây, mình có 15 giây để nghỉ mà. Hãy tận dụng 15 giây đấy để giãn hơn cho phần cánh tay của mình, đúng không? Rồi, tiếp theo. Bicep hold. Vẫn động tác đấy thôi, đúng không? Nhưng mà giữ này. Rồi, gồng hết toàn bộ phần bắp tay của mình lên, bắp tay trước, siết chặt cơ bụng lại và giữ đây thôi. Nếu như bạn muốn thử thách hơn này thì nhấp nhẹ, nhấp nhẹ. Đó. Và đừng quên thở nhá. Hít mũi, thở miệng. Hít sâu và thở đều, đúng không? Mọi người thế nào rồi? Mọi người đau quá. Bây giờ trên Shopee và Lazada nó bán rất nhiều tạ luôn. Ship mình cũng thấy ship nhanh á, chỉ khoảng tầm 1 ngày đến 2 ngày là về rồi. Nên là mọi người cố gắng là đặt tạ và đặt dây band về tập để tăng cái level của mình lên nhá. Sắp xong rồi mọi người. Tiếp tục. 2 1 Ok, hạ dạ nào. Nghỉ ngơi một tí.
Rồi, tiếp theo, động tác tiếp theo vẫn giống như thế thôi, nhưng mà mình mở tay ra ngoài như thế này. Ok không? Lên, thở, xuống, hít. Vẫn là một bài tập cho phần bắp tay trước, nhưng mà mình mở tay ra thì nó sẽ khởi động nhiều hơn, đúng không? Rồi, tiếp theo nào. Đố mọi người, bắp tay trước, tiếp theo sẽ đến bắp tay gì? Tiếp theo sẽ đến là bài gì? Đố vui thôi đúng không? Để cho mọi người quên đi cơn đau này. Và mình cũng quên đi cơn đau này. Tiếp. Mọi người làm chậm thôi. Chậm cũng được, không sao hết. Vì mình cũng đang làm chậm. Thứ nhất là vì đau, đúng không? Cái thứ hai là gì? Mình đã nói rồi, để cảm nhận phần cơ của mình nó đang di chuyển. Lên. Rồi, xong. Nằm xuống nào. Đến với bài bắp tay sau. Rất là đơn giản thôi đúng không? Giơ tay lên này. Và giữ nguyên khủ tay, mình sẽ cập tay về vuông góc. Lên. Rồi, bài này nó còn có tên cách khác, nó còn tên gọi khác, đấy là bài đập đầu, đập vào sọ, lấy tạ này, đập vào sọ và đẩy lên. Đó, tên nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà không sao hết, mình vẫn biết là bài này sẽ tập cho phần bắp tay sau, cho nên là mọi người giữ nguyên khủ tay. Đó, thì mình sẽ hoàn toàn tập cho phần bắp tay sau luôn. Siết chặt cơ bụng lại nào. Rút xuống vào trong. Lên. Hít. Và thở. Ôi đau quá mọi người ơi. Mọi người sao rồi? Sắp xong rồi này. Sắp xong bài thân trên rồi. Mình biết là hầu như tất cả phụ nữ đều sợ tập thân trên đúng không? Vì mọi người bị yếu. Mình dạy ở Ismail cũng vậy. Ngày xưa lớp thân trên rất là ít người, nhưng mà bây giờ mọi người đã đi tập rất là nhiều luôn ý. Rồi, tiếp theo này. Để tay. Đó, để tay hơi chéo như thế này. Và giữ nguyên phần khuỷu tay của mình lại vẫn như thế. Để mình tập ép nó vào như thế này. Ok không? Ép khuỷu tay vào và đẩy lên. Ép và lên. Khó hơn, mọi người hãy dùng hai quả tạ. Hai quả tạ ép vào nhau như thế này. Đúng không? Xuống này. Và lên. Điểm sai ở đây là mọi người sẽ khi xuống á, mọi người sẽ bị mở tay ra như thế này. Đó, và nó sẽ tác động vào phần vai. Đúng không? Còn đây là mình sẽ tác động vào phần phần bắp tay sau, nên là mình sẽ phải ép sát vào nhá. Rồi, nếu như mọi người này thì hãy cầm hai tay của mình lại, sau đó giữ nguyên và đẩy lên như thế này. Đó, mọi người sẽ thấy này, khuỷu tay của mình không hề di chuyển. Thấy không? Làm như thế này này cũng rất là đau luôn đấy. Nếu như làm như này mọi người nên làm nhanh hơn một xíu. Đó, thì nó sẽ cảm nhận hơn. Rồi, tiếp theo, Superman. Nằm xuống nào, một bài cho phần lưng. Phần thắt lưng của mình, thắt đáy lưng ong đúng không? Duỗi thẳng, thẳng hai tay này. Từ từ mình đưa tay và chân lên như thế này. Nhá, lên. Và xuống. Thở. Và hít. Rồi, tiếp theo nào. Kéo đùi thẳng xuống đây một xíu. Đúng rồi. Mọi người cố gắng này, vươn dài phần cổ của mình ra. Mình sẽ không cúi gằm quá, mà không, mình cứ cổ lên như này. Mỗi khi mà mọi người lên, mọi người hay bị kiểu giật đà, mọi người kiểu lên như này thì nó sẽ bị đau hơn, tức là nó đau bị đau sai chứ không phải đau đúng ấy, kiểu thế. Nên là mỗi lần lên này, siết cơ mông và siết phần thắt lưng của mình lại. Rồi, tiếp theo. Rồi, swimming, bơi. Tân chân nọ tay kia.
chân nọ này, thì tay kia. Mọi người làm thế nào cho hai tay hai chân của mình sẽ không chạm đến đất, nó sẽ luân phiên nhau luôn, luân phiên nhau như này. Bạn có thể làm chậm hoặc là làm nhanh. Làm nhanh cũng được mà làm chậm cũng được, không sao cả, đúng không? Tiếp tục nào. Không nói được gì. Tiếp. Chiến thắng bản thân mình đúng không? Mình dù là mệt lắm rồi, không còn biết là tay nào chân nào nữa rồi, nhưng mà vẫn cứ phải làm thôi. Thật là chậm. Nếu như bạn mỏi quá này, đặt một tay xuống, giơ lên, rồi hạ xuống và lên, tiếp lên. Đó, đấy là cách. Mình hoàn toàn có nhiều cách để tập đúng không? Không cần phải tập quá nặng, chỉ cần tập vừa sức của mình thôi. Tiếp tục. Xong. Đã xong phần tập cho phần thân trên và bây giờ mình đến với phần cò nhá. Nằm xuống này, tư thế basic. Basic crunch, tư thế crunch cơ bản thôi đúng không? Lên, thở, xuống. Cố gắng này, siết chặt cơ bụng lại ở đây. Đó, mỗi lần lên này, rút xuống vào trong. Rút, đó. Bạn có thể đập nhẹ phần mũi chân xuống, nâng phần gót chân lên để làm cho thân trên, thân dưới của mình nhẹ hơn một chút nhá. Đúng rồi. Tay của mình có thể đặt ở phần sau gáy để đỡ nhẹ sau gáy hoặc là đặt thái dương. Mở cái phần khuỷu tay của mình sang hai bên. Đúng rồi. Lên. Tiếp tục thở. Mỗi khi tập bụng như này này thì bạn sẽ không thấy đau ngay ở bài đầu tiên đâu, nhưng mà đến với bài số 2, số 3 bạn sẽ thấy rất là đau. Bắt đầu bụng của mình nó được kích hoạt đấy. Xong, động tác tiếp theo rất là dễ thôi đúng không? Chân mình vẫn để như thế nhá. Bạn hãy nâng một chút gót chân của mình lên để làm cho người cái phần thân dưới của mình nhẹ hơn. Sau đó kéo dây này, kéo, kéo. Cố gắng là gì? Giữ nguyên cổ. Mình sẽ không ngửa cổ lên như này, đúng không? Nó sẽ làm bị phần đau phần gáy ấy. Khóa cổ lại ở đây này, kéo dây lên, thở ra. Đúng rồi, hãy dùng toàn bộ phần bụng của mình để kéo dây. Mọi người muốn khó hơn không? Kéo dây chéo, chéo. Đó, khó hơn và đau hơn đúng không? Mình đang bắt đầu đau bụng rồi mọi người ạ. Nào, mạnh hơn nữa này. Dây mình đang bị rút lên rồi. Có một người, tưởng tượng có một người phía trên đang rút cái dây của mình dài hơn đúng không? Mình phải kéo nó xuống. Giật cái dây đấy về phía người nào. Ok, 15 giây nghỉ. Giãn ở đây, nâng người lên tư thế cây cầu. Giãn cho phần cơ bụng này, 15 giây. Tiếp theo, đến tư thế tập cho phần bụng dưới. Nâng chân lên này, hạ gót chân xuống và nâng gót chân lên. Đúng rồi, bạn có thể đặt hai phần lòng bàn tay của mình đằng dưới mông như này, thì nó sẽ có một cái bệ đỡ và làm cho lưng của mình không bị bênh lên lúc mà mình hạ chân xuống. Đó, và lên này. Đúng rồi, lỗi sai của mọi người là gì? Đấy là mọi người bị xuống sâu quá so với người, cho nên lưng của mình bị võng, lưng của mình sẽ bị cong lên như này, thì nó sẽ bị đau thắt lưng nhá. Cho nên kể cả là mọi người xuống thấp thôi cũng được, xuống như thế này thôi cũng được, nhưng mà bụng của mình phải ấn ở dưới và lưng của mình không được bênh lên khỏi mặt sàn, đúng không? Làm tiếp nhá. Lên hít, xuống thở này. Lên, đúng rồi. Đổi nhịp thở nhá, lên thở. Xuống hít. Mọi người thấy đau bụng dưới chưa? Bài này sẽ tập cho phần bụng dưới nhá. Xong. Tiếp theo. Hơ.
chân lên, hai chân bắt chéo vào nhau này. Mình nâng mông lên, đúng không? Đẩy mông lên mặt sàn này. Bạn vẫn có thể đặt tay ở dưới mông như này, đẩy nó lên, đó. Nó giống như kiểu là bạn dùng một cái bệ, bệ để bẩy nó lên ý. Bẩy và hạ xuống, thở xuống này. Đúng rồi, động tác này mình sẽ bị giật người. Đấy là gì? Giật cả người lên nhỉ. Đó, xong rồi bị hạ mông xuống nhiều quá như thế này. Đấy, nó không thể dùng bụng mà bạn đang dùng mông. Thế cho nên bạn phải lên này, dùng bụng giữ lại một nhịp. Và xuống, lên giữ, xuống này, thở. Đó, nếu như bạn dùng bụng ấy thì bạn có thể giữ ở đây được 3 giây, thử không? 3, 2, 1, ôi đau, nào 3, 2, thử dùng bụng nhé, đừng dùng mông nhé mọi người. Lên, xuống này, thở. Rồi, động tác tiếp theo, một bạn động tác tập cực kỳ thần thánh cho phần cơ bụng luôn đúng không? Cho phần cơ lõi ở bên trong, đó là phần plank. Đẩy hông sang hai bên như thế này, giữ vai của mình lại, được không? Hai chân mở rộng bằng hông này, đẩy mông của mình gần chạm xuống sàn thì mình đưa lên. Đó, chỗ sai ở đây là gì? Đấy là mọi người sẽ bị đẩy mông lên rồi hạ xuống, đẩy lên, hạ xuống như thế này. Đó, nó sẽ không vào bụng đâu, mà cố gắng này, người của mình giữ nguyên, đưa về một đường thẳng, về, tiếp theo lên, đó, đẩy, làm chậm thôi nha mọi người. Động tác này mình sẽ tập cho phần cơ liên sườn. Đẩy nhanh hơn này, còn 15 giây cuối. Nhanh hơn nữa, bạn hãy mở rộng chân bằng hông của mình. Để khi mà bạn di chuyển á, lắc hông sang hai bên ấy, mình sẽ không phải là lắc chân nhiều như này đúng không? Hãy mở rộng chân hơn ra một chút. Rồi, nghỉ ngơi 15 giây nào. Đến với động tác cuối cùng của mọi người. Plank hold. Easy nhá. Mọi người có thể chọn, đấy là hover, tức là tay của mình thẳng ngay dưới vai, xoay vai mở ngực ra và giữ ở đây. Rút, rút vô bụng. Mình nói linh tinh rồi đây này. Rút rốn vào trong, được không? Làm nào mà bạn sẽ cảm nhận là nó sẽ hơi rút cái phần bụng dưới vào á, là đúng. Hoặc bạn hãy để tay lên với tư thế plank như thế này cũng được, không vấn đề gì hết. Hãy cảm nhận xem là cơ thể của mình hợp với kiểu nào hơn nhá, và bạn thích kiểu nào hơn thôi, được không? Rút rốn vào trong nào, giữ nguyên đây. Nếu như bạn không rút rốn ý, mà bụng bạn bị rơi xuống như này này, thì bạn sẽ bị đau thắt lưng. Đó, nên là rút rốn vào và giữ ở đây. Sắp xong rồi mọi người, còn 15 giây nữa thôi. 15 giây duy nhất của cuộc đời. Để đẹp hơn cho phần thân trên. 5 4 3 2 1 và xong. Mọi người ơi, xong rồi. Rồi, mình đẩy người về phía sau nào. Giãn cơ nhá.
nay trong 45 phút tập cho phần toàn bộ phần thân trên đúng không? Ok, hẹn mọi người ở những video tập luyện tiếp theo.